Hồng Đăng Hiền Hồ được tìm kiếm nhiều nhất Việt Nam năm 2022. Chiều ngày 7 tháng 12, Google công bố danh sách xu hướng tìm kiếm nổi bật của người Việt năm 2022. Hàng loạt nghệ sĩ Việt vướng bê bối trong năm qua như Hồng Đăng, Hiền Hồ, Hồ Hoài Anh, Hữu Tính có tên trong danh sách được Google thống kê. Hồng Đăng đứng đầu danh sách top 10 nhân vật có xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất năm 2022. Cuối tháng 6, diễn viên vướng ồn ào đời tư ở Tây Ban Nha. Thời điểm đó, Hồng Đăng hứng chịu nhiều chỉ trích từ công chúng bởi anh đang là một trong những ngôi sao nổi tiếng bậc nhất của màn ảnh nhỏ phía Bắc. Vai diễn Đức trong Thương Ngày Nắng Về của anh không còn xuất hiện ở chặng cuối phim. Sau thời gian sóng gió, Hồng Đăng trở về Việt Nam và vẫn cập nhật cuộc sống cùng gia đình trên mạng xã hội. Hiền Hồ là một trong hai nghệ sĩ nữ Việt Nam có tên trong danh sách tìm kiếm nhiều nhất. Một trong những scandal tình ái gây chấn động showbiz Việt trong năm nay có mặt của Hiền Hồ. Lùm xùm khiến ca sĩ đứng thứ ba một tìm kiếm nhân vật tại Google Việt Nam. Ngôi sao sinh năm 1997, thừa nhận cặp kè với đại gia đã có gia đình khiến dư luận chỉ trích dữ dội, yêu cầu phong sát. Cùng với Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh là người vướng cáo buộc tại Tây Ban Nha. Sự vụ khiến cái nhìn của công chúng đối với hai nghệ sĩ thay đổi. Sự nghiệp cuộc sống của hai ngôi sao bị ảnh hưởng nặng nề. Kể từ khi về nước sau sự cố, đời tư ông xã Lưu Hương Giang hiếm khi lộ diện. Lần gần đây nhất khán giả thấy Hồ Hoài Anh xuất hiện là qua tấm hình chụp trong đêm nhạc sắp diễn ra tại Hà Nội. Nhạc sĩ đang trong thời gian nghỉ việc không lương, chưa trở lại với công việc giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đứng ở vị trí thứ tư là nghệ sĩ người Trung Quốc Lý Dịch Phong. Từ nam thần được giới trẻ yêu thích với hơn 60 triệu fan trên Weibo, nay sự nghiệp của Lý Dịch Phong bị hủy hoại vì scandal mua dâm. Diễn viên 35 tuổi được cho là có đời tư sống thác loạn, lợi dụng mối quan hệ trong giới giải trí để trốn tội. Trước đó, Lý Dịch Phong là sao hạng A của showbiz Hoa ngữ, thuộc nhóm Tứ Đại Lưu Lượng, bốn nghệ sĩ có lượng fan đông đảo nhất. Từng tham gia nhiều phim như Ca Dành Dành Nở Hoa, Xin Chào Lý Hoán Anh. Ngôi sao Thái Lan Prai Vachirawit là cái tên tiếp theo góp mặt trong top 10. Mỹ Nam 25 tuổi được khán giả quan tâm khi đóng vai chính trong bộ phim Vườn Sao Băng phiên bản Thái. Prai là con lai ba dòng máu Thái, Trung, Mỹ, có chiều cao 1m83, gương mặt điển trai hút fan. Năm 2022, Lý Nhã Kỳ tích cực hoạt động và xếp hạng thứ 8. Cô đóng phim cùng tài tử xứ Hàn Han Jae-suk, tham gia liên hoan phim Cannes hồi tháng 5, là nữ chính trong show Hẹn Hò Người Ấy Là Ai. Bên cạnh đó, diễn viên vướng tin đồn bị bắt và nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Hữu Tính thân bại danh liệt khi liên quan đến ma túy. Diễn viên hài 35 tuổi bị bắt khi sử dụng chất cấm tại chung cư. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố Hữu Tính về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nam diễn viên có khả năng phải đối diện với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Tương tự trong năm 2021, các nghệ sĩ vướng bê bối vẫn chiếm đa số trong danh sách những nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất ở Việt Nam.